Xin chào các anh chị và các bạn Hôm nay chúng ta cùng nhau làm quen với phần 83 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn ở trình độ sơ cấp Chủ đề của phần 83 này là Đoán câu đố chữ Đây cũng là một cái chủ đề khá là thú vị và à, Trung Quốc có cái truyền thống là thích à, thích đoán câu đố chữ Ví dụ có một người người ta nói một câu gì đó hay là một câu thơ và đối phương sẽ đoán xem nó tương ứng với chữ gì thì đây là một cái đây là một cái cái truyền thống văn hóa của Trung Quốc à, đầu tiên xin mời các anh chị và các bạn nghe người bản xứ người ta đọc một lần để xem cái nội dung nó như thế nào rồi sau đó mình sẽ giải thích nội dung chi tiết cho các anh chị và các bạn xin mời mọi người bắt đầu nghe nào. Mi 十张口，一颗心，这是一个字谜。你能猜出这是一个什么字吗？谜底是“思”字。十张口说的是“思”的上半部分“田”。把“田”分开来看，里面是一个“十”字，外面。 是一个口字，所以就是十张口。而一颗心，说的就是“思”的下半部分“心”。两个部分加起来就是“思”字了。中国不但有谜语，还有字谜。字谜。 一般都比较短，谜底一般是一个字。像这样的字谜还有许多，比如“一人山上还有山”，“点点成金”，这些都是字谜。你能猜出这三个字谜的谜底吗？谜底分别是“大”。 出全，你猜对了吗？猜字谜：十张口，一颗心，这是一个字谜。你能猜出这是一个什么字吗？谜底是“思”字。十张口。 说的是“思”的上半部分“田”，把“田”分开来看，里面是一个“十”字，外面是一个“口”字，所以就是“十张口”。而一颗心，说的就是“思”的下半部分“心”，两个部分加起来就是“思”字了。 中国不但有谜语，还有字谜。字谜一般都比较短，谜底一般是一个字。像这样的字谜还有许多，比如“一人”，“山上还有山”，“点点成金”。这些都是字谜，你能猜出这三个字谜的谜底吗？谜底分别是。 đại, Và vừa rồi các anh chị và các bạn đã nghe được nhiều không ạ? À? Sau đây mình giải thích nội dung chi tiết nha. Sai dư mỹ, à, sai dư mỹ là cái à, tự đề của nó. Sai ở đây là đoán. Ví dụ bạn đoán xem ở trong tay tôi có cái gì? Chuyển nì sai sai. Wo sổ li Hoặc là wo sổ li na zhe Bạn đoán xem trong tay tôi đang cầm gì Xin ni sai sai wo sổ li na Rồi, sai là đoán Rồi ví dụ mình đoán không ra Không thể đoán ra được Mình không biết nó là gì là sai bua trọ Còn mình có thể đoán ra được là Sai tơ trọ rồi còn chư mỹ, mỹ là câu đố, chư mỹ là câu đố chữ thôi. Sai chư mỹ là đoán câu đố chữ đầu tiên vào nó có một cái câu là sự trăng khổ y khơ xin sự trăng khổ lượng từ của khổ là cưa cũng được mà trăng cũng được sự trăng khổ là 10 cái miệng y à, khơ xin à, một trái tim rồi, đầu tiên đó là một câu đối chữ rồi đó sự trăng khổ y khơ xin tức là 10 cái miệng và một trái tim thì có nghĩa là gì à, có nghĩa là gì À, rất là thú vị phải không ạ? À? mọi người thử đoán xem. Trơ sư y cơ sư mỹ đây là một câu đố chữ Nì nẫn sai xu. Nì nẫn sai xu. bạn có thể đoán ra Trơ sư gì cơ? Thêm đây là cái chữ gì không? Nhìn nhận sai số. Đây là cái chữ gì không? Mỹ tỷ là đáp án của câu đố. Mỹ tỷ, Mỹ là câu đố, còn tỷ, cái chữ tỷ là đáy. Ví dụ xin tỷ là đáy lòng, đây là lời từ đáy lòng của tôi đấy. tôi xưa của tôi xin tỷ hoa. Hải tỷ là đáy biển, hở tỷ là đáy sông, cái phần thấp nhất bên dưới á. Cái nào mà thấp nhất bên dưới nó gọi là tỷ bu. Hoặc là chính tỷ trưa hoa, ếch ngồi đáy giếng chính tỷ chỉnh là cái giếng chính tỷ à, tức là đáy giếng rồi chính tỷ trứ hoa hoặc là chính lý trứ hoa cũng được ít ngồi đáy giếng à, chỉ những người cứ tưởng đâu là cái gì mình cũng biết à, nhưng mà thực ra thì mình nhìn nhìn trời chỉ qua cái miệng giếng thôi thì đó là chữ tỷ mình chỉ mở rộng thêm như vậy mỹ tỷ ở ngay chỗ này thì lại là đáp án của câu đố ha mỹ tỷ sơ sơ mỹ tỷ sơ sơ tư đáp án của câu đố là chữ xưa xưa đó là chữ tư chữ tư hay chữ tứ cũng được đây ông nói về là chữ tư sang xưa là tương tư á diễn xuề xưa yện, ẩm thủy tư nguyên tức là uống nước nhớ nguồn rồi cái chữ tư này có nghĩa là nhớ tương tư rồi thế bây giờ mình giải thích tại sao nó nói là sữa trăng khô y khơ xin thì là thành chữ xưa được đầu tiên nó giải thích cho mình là sữa trang khổ là 10 cái miệng. 10 cái miệng. Số tờ sư, sư tư tờ. Số tờ sư, cái mà nó nói đến á. Sư, sư tư tờ. Là nói đến chữ sư. Rồi, sư tư tờ, sang ban bu, tức là nửa cái phần trên. Sang ban bu ven, tức là nửa phần trên. Đó là thiện, là ruộng. Bây giờ cái chữ ruộng thì sao là bà thẻn phân khai mang cái chữ ruộng để phân tách nó ra, phân khai là phân nó ra, phân khai lại khan phân ra để xem. Lì men sư cơ sử tư bên trong có một cái chữ sửa đó là cái chữ thập đúng không ạ? Wai men sư cơ khổ tư bên ngoài là một cái chữ khẩu là cái ô vuông vuông và bên trong là chữ thập Sở gì là cho nên chiêu xưa sửa trang khổ cho nên gọi là 10 cái miệng sửa trang khổ. Mình giải thích chỗ đó nha. Sang ban pu phen tức là nửa phần trên. Nửa phần trên của chữ sứa là chữ thẻn đúng không ạ? À? Cái dấu gạch ngang đó không phải là chữ ý là một đâu ha. À, hoặc là có thể là một cũng được. Sang ban pu phen à, tức là dĩ cơ thẻn là một cái chữ thẻn là ruộng. Bà thiện phân khai mang cái chữ ruộng để phân tích ra mà xem. Phân khai lại khan. Lì men sư dĩ cơ sử sư bên trong có một cái chữ sữa là chữ thập có tức là mười. Quai men sư dĩ cơ khổ sư bên ngoài là một cái khẩu, cái hình mà vuông vuông á. Sổ gì chiếu xưa cho nên chính là sữa răng hộ cho nên là 10 cái miệng. Bây giờ mọi người nhìn ra cái chữ điền là ruộng đó, gồm có chữ thập với cái cái khẩu bộ vi bên ngoài vuông vuông rồi ha. Rồi, ở là nhưng, hoặc là nhưng mà còn mà cũng được. Ý khờ xin, số tờ chữ sư xa, xa bàn bù xin. Rồi, ý khờ xin đây á, là nó nói tới là cái gì? Số tờ chữ sư, nó nói là chính là cái bộ phận bên dưới hoặc là cái phần bên dưới của cái chữ xưa đó là một cái chữ tâm là cái chữ xin thôi. Số tờ chữ xưa tờ xa ban bu phân là cái chữ xin nó gạch ngang đó là để dấu giải thích xin. Lèn cơ bu phân cha chỉ lại hai cái bộ phận nó ghép vào tức là trên chữ điền ở dưới là chữ tâm ghép vào. Chữ xưa xưa là thì chính là cái chữ xưa rồi thì chính là chữ xưa rồi. Trung của Bhutan dù Mỹ dị, người Trung Quốc không những là có những cái câu đố hải dầu chư Mỹ và còn có những câu đố chữ nữa. Trung của Bhutan là không những Bhutan dù Mỹ dị, hải dầu chư Mỹ. Chư Mỹ y ban. Rồi. Sư Mỹ là những câu đối chữ Y bán là thông thường Thông thường, thông thường sao nào Tô bì treo toàn Thông thường đều tương đối là ngắn Tương đối ngắn Mỹ tỷ y bán sư y cơ xưa Mỹ tỷ là đáp án của câu đố Y bán là thông thường Sư y cơ xưa Là một cái chữ thôi Như vậy đáp án thông thường nó là một cái chữ Sang trơ giang thầy sư Mỹ giống như cái câu đố chữ như thế này Xen là giống trê ăn tơ xưa mỹ hải dầu suy tố thì còn có rất nhiều như vậy là những cái câu đố chữ mà giống như thế này thì còn rất nhiều bì rủ ví dụ như y rỉnh là y rỉnh nó cũng là một câu đố chữ là chữ gì rồi kế tiếp nữa kế tiếp nữa san sang hải dầu xanh ở trên núi mà còn có núi nữa Xanh xanh hải dầu xanh Trên núi còn có núi nữa Rồi tiền tiền sẵn chín à, Chấm chấm Hay là chấm vào hai chấm gì đó Sẵn chín là thành kim Tức là thành vàng Chấm chấm vào là nó thành vàng Trơ xe tôi sư tư mỹ Những cái này đều là câu đối chữ cả Trơ xe tôi sư tư mỹ Nì nẫn nì nẫn là bạn có thể sai su là đoán ra trơ xanh cái sư mỹ ta mỹ tị mà bạn có thể đoán ra được cái câu cái câu đáp án cái đáp án của ba cái chữ này không nì nẫn sai su trơ xanh cái sư mỹ ta mỹ tị ma mỹ tị phân bẻ sư à và nó tự giải thích luôn mỹ tỵ là đáp án phân bẻ sư từ phân bẻ có rất nhiều nghĩa ở trong phạm vi của bài này phân bẻ có nghĩa là lần lượt phân bẻ sơ lần lượt là chữ ta như vậy y rỉnh tức là chữ y với chữ rỉnh á mọi người thấy là thành chữ ta chưa một cái gạch ngang trước rồi đến chữ rỉnh sao rồi xanh sang hãy dồ xanh trên núi còn có núi như vậy là chữ xu hai chữ xanh chồng lên nhau và cái kế tiếp nữa tiến đền sẩn chín là chữ gì tức là chấm thêm hai chấm vào thì thành chữ kim như vậy chữ đó là chữ toàn mình chấm vô hai chữ nữa thì thành chữ kim kim thì có thêm hai cái chấm hai bên nữa thôi nì sai là ma bạn có đoán đúng chưa bạn đã đoán đúng chưa rồi à, sau đây xin mời các anh chị và các bạn à, nghe người bản xứ đọc lại một lần nữa à, xem là các bạn có nắm nhiều chưa thì cái dạng mà đố À, đối chữ như thế này là một cái thú vui của người Trung Quốc đấy à, các bạn học tiếng Trung Quốc thì các bạn cũng nên tìm hiểu thêm về nó Xin mời mọi người bắt đầu nghe nhé 猜字谜十张口一颗心这是一个字谜。你能猜出这是一个什么字吗? <laughs> 十张口说的是“思”的上半部分“田”，把“田”分开来看，里面是一个“十”字，外面是一个“口”字，所以就是“十张口”。而一颗心说的就是“思”的下半部分“心”，两个部分加起来。 就是“思”字了。中国不但有谜语，还有字谜。字谜一般都比较短，谜底一般是一个字。像这样的字谜还有许多，比如“一人”，“山上还有山”，“点点成金”，这些都是字谜。你能猜出这三个字谜的谜底吗？ ，谜底分别是大、出、全。你猜对了吗？Và đến đây là mình kết thúc phần 83 của chương trình học tiếng Hoa qua những bài văn ngắn. Chúc mọi người học thật vui và hiệu quả. Mọi người nhớ cho thầy một like để ủng hộ tinh thần. Và ai chưa đăng ký, hãy đăng ký để nhận những thông tin mới nhất. Xin chào mọi người và hẹn gặp lại ở video clip sau.